Trước tình hình diễn biến hết sức phức tạp của đại dịch COVID-19 làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của tất cả các ngành nghề, trong đó có ngành than, mà nhất là đối với các đơn vị sản xuất than hầm lò, do môi trường sản xuất tập trung đông người có nguy cơ lây nhiễm cao. Do đó, lực lượng lao động sẽ bị thiếu hụt, làm ảnh hưởng đến việc bố trí, tổ chức sản xuất của các đơn vị trong công ty than Nam Mẫu. Đảng ủy công ty than Nam Mẫu đã xác định một trong các giải pháp có hiệu quả để duy trì sản xuất, đó là tiếp tục đẩy mạnh cơ giới hóa nhằm ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh. Không có cách nào khác là việc cơ giới hóa từng phần trong các khâu sản xuất, nhất là trong hầm lò, nhằm cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng suất, giảm lao động cơ bắp, giảm số người làm việc trong hầm lò. Chỉ có như vậy mới giữ vững được nhịp độ sản xuất, đảm bảo hiệu quả của sản xuất kinh doanh mà TKV và cấp trên giao. Than Nam Mẫu đã tự cải tạo, thiết kế và đưa vào sản xuất các loại thiết bị như máy xúc mini ML01, 0,12, 0,09, 0,3 với số lượng trên 10 cái, cần khoan ZCI60, 2 cần thủy lực 3 máy, máy xúc lật hông ZCI45 3 cái, ZCI60 2 cái. Đây là những sản phẩm do cán bộ kỹ thuật Than Nam Mẫu tự sáng chế, cải tiến thiết bị hư hỏng để trở thành công cụ hỗ trợ làm việc hữu ích trong hầm lò. Việc cơ giới hóa ở Than Nam Mẫu bước đầu đã có những đóng góp quan trọng trong việc hoàn thành kế hoạch sản xuất, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian qua.